Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Cô Miên của Nguyễn Bá Doanh qua giọng đọc Đan Chi. Cơm chưa xong, tôi đang định ngả lưng một chút thì cô Miên đến. Tôi mời cô lên nhà, nhưng cô cứ đứng ở sân hỏi vọng vào. Chiều nay anh có xuống cơ quan không? Cho cô ngồi nhờ với. Cô đi đâu vậy? Tôi hỏi. Xuống bệnh viện, chị Thanh vợ anh Quỳ đẻ thằng cu rồi, nặng 3,8 cân, giống bố như lột nhưng phải mổ yếu lắm. Chúng nó bảo bà cứ về nhà nghỉ đi, nhưng về rồi lại thất thỏm không yên. Nằm ổ mà mẹ đẻ không có, mẹ chồng cũng không. Bố nó thì đàn ông đàn an biết cái gì. Vậy mấy giờ anh đi? 2 giờ kém cô ạ. Mà cô cứ ở nhà, cháu chạy qua cháu đón. Ừ, thế cũng được. Bây giờ cô phải ra Bà Lộc lấy cho nó vài nghìn thuốc xài. Trẻ mới đẻ mà lắm người ra người vào là cũng dễ phải xài lắm. Nói rồi cô tất tà đi ra ngõ. Tôi nhìn theo sáng cô lầm lũi dưới cái nắng trưa hè như hắt lửa vào mặt mà ái ngại cho cô. Tôi với cô không phải ruột rà thân thích, chỉ đơn giản là cô ít tuổi hơn bố tôi nên tôi gọi là cô, vậy thôi. Hơn nữa, tôi với thằng Hạnh con cô lại chơi thân với nhau từ nhỏ nên hai nhà cũng trở nên thân thiết. Mẹ tôi kể, thời con gái cô Miên hát hay lắm, một giọng hát trời cho nên hát gì cũng được, hát mới, hát cũ, hát dân ca, nhất là hát chèo thì cả làng cả xã không ai sánh được. Nếu ai đó không thấy người mà chỉ nghe giọng hát không thôi thì cứ tưởng nhà ai đang mở đài. Thường ngày cô cũng như các cô gái khác cũng gặt hái cấy cày cơm nước. Vậy mà khi lên sân khấu, cô ở đội văn nghệ của xã, son phấn vào, cô đẹp lộng lẫy, duyên dáng từ bước đi đến cái miệng cười. Hình như cô sinh ra để cho sân khấu chứ không phải cho cái cuốc cái cày. Những người đã xem cô biểu diễn dù chỉ một lần cũng phải thốt lên rằng cô có duyên với sân khấu. Còn các cụ ở làng lại thở dài. Duyên gì chẳng nói, chứ duyên với cái nghiệp sướng ca là khổ rồi. Mà đúng như vậy thật. Trong một lần cô được tăng cường vào đội văn nghệ huyện, khi đi thi ở trên tỉnh, chẳng biết do trời xui đất khiến hay anh chị cảm phục tài nhau mà yêu nhau. Anh ấy tên là Khả, cán bộ của Sở Văn hóa, quê đầu ở Mãi huyện Quy, hơn cô Miên đến chục tuổi, nhưng trắng trẻo, đẹp trai, kéo nhị đánh đàn đều hay cả. Anh ấy lại làm được cả đạo diễn nữa. Được một chàng rể tương lai như anh ấy, mấy ông cán bộ xã mừng ra mặt. Gì chứ cái khoản văn nghệ văn gừng khỏi phải lo tìm thầy tìm thợ, cứ ới một tiếng là bận mấy anh ấy cũng thu xếp về. Phong trào văn nghệ của xã như vậy mà nổi hẳn lên, hội thi hội diễn lần nào cũng đứng nhất đứng nhì. Ngoài ra các hội nghị quan trọng ở huyện, đội văn nghệ của xã còn được mời biểu diễn chào mừng nữa. Ông bà Phấn, bố mẹ của cô Miên, ban đầu có ý chê anh ấy hơi già, lại xa xôi cách trở. Nhưng sau thấy hai người cứ quấn quýt với nhau, anh Khả còn nói: sau này nên vợ nên chồng, anh ấy sẽ xin cho cô Miên vào đoàn văn công của tỉnh, để cô có điều kiện phát triển tài năng. Thì mọi băn khoăn của ông bà Phấn coi như được giải tỏa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tình cảm của anh chị cũng ngày một tắm nồng, nhưng chẳng thấy anh Khả đả động gì đến chuyện cưới hỏi cả. Con gái có lứa có thì, ông bà Phấn sốt ruột gợi ý, nhưng anh ấy cứ lấy lý do này, lý do khác để trì hoãn. Còn cô Miên, ai hỏi đến cũng chỉ cười, nhưng xem ra cũng sốt ruột không kém bố mẹ. Nhưng biết làm sao, phận gái mà. Đùng một cái, vợ anh Khả dẫn đứa con gái đã 6-7 tuổi tìm về, hỏi thăm đến tận nhà cô Miên. Ông bà Phấn chết lặng đi, còn những kẻ hiếu kỳ thì chờ đợi một trận đánh ghen tơi bời khói lửa. Lúc ấy cô Miên đang làm cỏ ở ngoài đồng,
Mấy bà mấy chị cùng làm cỏ với cô, được tin không kìm được tức giận. Chống quốc chửi anh Khả là đồn này đồn nọ, là sở khanh, là loại lừa đảo, vân vân. Chửi chán rồi quay sang ngăn cản cô. Đừng có dại mà về, nó không túng tóc sạch mặt thì cũng xé quần xé áo. Ngứa ghẻ hơn ghen mà lị. Cô vừa về đến đầu ngõ, mẹ cô đã lẻn ra thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô trả lời, mẹ cứ yên tâm, con biết phải làm gì mà. Nói rồi cô thong thả bước vào nhà vồn vã. Chị và cháu về chơi đấy ạ? Cô là cô Miên. Vâng, em tên là Miên. Còn tôi và cháu đây là vợ con anh Khả. Hôm nay tôi về đây không phải là để đi chơi, mà muốn gặp cô để nói rằng anh Khả đã có vợ con đàng hoàng, cô đừng quyến rũ. Cô Miên bật cười, tiếng cười trong veo, vô tư như người ngoài cuộc. Chị ơi, chị nhầm rồi, em không phải là đối tượng để chị đánh ghen đâu ạ. Cái gì? Cô nói cái gì? Em nói để chị hay, em với anh Khả chỉ là chỗ quen biết bạn bè. Em coi anh ấy như anh trai, còn anh ấy coi em như em gái, nên thỉnh thoảng có điều kiện thì đi lại thăm nhau vậy thôi. Anh ấy là người đàng hoàng, chị phải tin chồng chị chứ. Còn em cũng nói cho chị biết, đầu tháng sau em đã lên xe hoa về nhà chồng rồi. Nhà chồng sắp cưới của em cũng ở làng này. Chị thử nghĩ mà xem, nếu tình cảm giữa em và anh Khả không trong sáng thì chồng, nhà chồng tương lai của em đã đánh ghen em từ lâu rồi, chứ không phải chờ đến lượt chị. Cô nói sao? Cô Miên lại cười. Nếu chị chưa tin, em mời chị đến thăm gia đình nhà chồng em luôn. Cũng gần đây thôi mà, chị đồng ý không nào? Cô không lừa dối tôi đấy chứ? Trời ơi, chuyện hệ trọng như vậy sao lại mang ra đùa cợt được hở chị? Thấy cô Miên nói năng dứt khoát rõ ràng, vợ anh Khả đắn đo một chút rồi mới nói. Thôi được, tôi cứ tạm tin cô, nhưng tôi cũng cứ phải nhắc lại, tôi là vợ anh Khả, còn cháu đây là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi. Chắc cô cũng biết việc tranh vợ cướp chồng hậu quả của nó sẽ ra sao rồi đấy. Chuyện đó thì cô nói vui. Chị nhìn kỹ xem, em đâu phải dứt môi lời giống gì mà phải đi cướp chồng để mong có được tấm chồng nào. Ở dưới nhà bếp, ông bà Phấn như cùng lúc chút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Có ai ngờ rằng cái chuyện tày đình như vậy mà cô Miên giải quyết nhẹ như không. Bữa ấy cô Miên còn mời được mẹ con cô ấy ở lại ăn cơm. Lúc về lại còn tiễn chân ra tận đường cái bắt xe cho mẹ con cô ấy về. Tiễn vợ con anh Khả về rồi, cô Miên chỉ thiếu đâm đầu xuống sông tự vẫn. Nhục nhã, bẽ bàng, khiến cô cứ úp mặt vào gối nức nở. Xót con, mẹ cô cố an ủi dỗ dành, nhưng bà càng an ủi càng dỗ dành thì tiếng khóc của cô càng tức tưởi. Bà đâu có biết thời gian gần đây cô cứ phải lén lút ra sau vườn ăn khế rụng. Phải 3-4 tháng sau, khi cái bụng dưới của cô nhô cao hất ngược hai tà áo thì mọi chuyện mới vỡ lở. Bố cô thì hầm hầm đòi đuổi cô ra khỏi nhà, còn mẹ cô chỉ còn thiếu chắp tay quỳ xuống van lạy chồng, con dại cái mang. Nhưng cô, kẻ đã gây nên tội thì lại chẳng hé răng nói nửa lời. Cô cứ lầm lì làm, lầm lì ăn và âm thầm chuẩn bị những thứ cần thiết cho đứa con chào đời. Trước đó khi cái thai còn nhỏ, mấy đứa bạn thân biết chuyện khuyên cô nên giải quyết đi. Cô bảo, vẫn biết xã hội ngày nay đã tiến bộ, nhưng tiến bộ đến đâu thì gái không chồng mà chừa vẫn cứ bị người ta xem thường. Nhưng tao cũng không đủ dã tâm để giết con. Lại có người khuyên cô cứ vác cái bụng lên tận cơ quan của lão Khả, bắt lão ta phải có trách nhiệm, không thì cũng làm cho tanh bành ra, rồi muốn đến đâu thì đến, lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm cùi rìa. Thường xót gì cái loại sở khanh ấy,
Cô bảo, để làm gì cơ chứ? Dù thế nào lão ấy cũng là bố đẻ của con mình. Người ta bảo, với phụ nữ chồng con là tất cả. Chẳng biết với người khác thì sao, chứ với cô thì đúng là như vậy. Cô cứ như con gà mái dương cánh xù lông bảo vệ con trước những lời lẽ mỉa mai cay độc của người đời. Thằng Hạnh cứ vậy, đủ tháng đủ ngày sinh ra, rồi lớn lên trong tình yêu thương chăm chút của mẹ. Ông bà Phấn sau vụ bom nổ giữa nhà ấy, rồi dần già cũng nguôi ngoai. Cá chuối đắm đuối vì con. Thôi thì mẹ nó hư thì đã hư rồi, còn thằng Hạnh thế nào thì nó cũng là cháu của tôi, của bà, không thể bỏ mặc nó được. Hôm cúng bà mộ cho thằng Hạnh, ông đã nói với bà như vậy. Thằng Hạnh càng lớn càng giống bố như lột, nhất là đôi mắt và cái miệng cười. Lại được hưởng cái tài hoa của mẹ nên năng khiếu hát hò bộc lộ rất sớm. Cô chăm chút nâng niu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để con phát triển năng khiếu. Những lúc rỗi rãi, mẹ con rủ rỉ bên nhau, cô còn dạy cho nó kỹ thuật lấy hơi nhả tiếng mà cô học được ở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hồi còn trẻ. Nhưng ông Phấn thì ngược lại, có lẽ bài học xương máu từ mẹ nó đã hằn sâu vào tim óc của ông nên ông cấm ngặt, không hát không hò gì hết. Dù ở trong nhà hay ngoài vườn, ông mà nghe thằng Hạnh hát thì liệu đấy, nhẹ thì mắt ông trợn ngược lên, quát tháo, đè nẹt. Nặng thì một vài roi vào đít, thậm chí ông còn lôi mẹ nó ra làm gương. Hồi ấy nhà ông có cái radio cassette hai cửa băng đời mới. Chỉ cần lắp băng vào, ấn nút mở một lần là nó quay đi, quay lại hát cả ngày. Trước đó chiếc radio cassette vẫn cứ để trên chiếc tủ ly kê ở giữa nhà. Ai mở đài mở nhạc gì cũng được, ông chẳng để tâm. Nhưng từ khi thằng Hạnh tập giọng hát hò, ông lôi xuống, cho vào trong tủ, khóa lại. Để yên tĩnh cho cháu nó học hành, ông nói với cả nhà như vậy. Nhưng khốn nỗi, hát hò ông có thể bỏ qua, nhưng chương trình thời sự, dự báo thời tiết, ông không thể bỏ qua được. Vậy là cứ đến giờ ấy, ông lại phải lôi nó ra, đặt lên nóc tủ, cắm điện, mở đài. Nghe xong lại thu dọn bỏ vào tủ, khóa lại. Xem ra cũng rườm rà, cồng kềnh quá. Ông mới nghĩ ra một cách là khoan một lỗ ở đáy tủ, kéo điện vào, nhờ thợ điện đấu cho ông cái công tắc ở bên trong. Vậy là khi cần mở đài, ông chỉ việc mở tủ, bật công tắc đánh tắt một cái là xong. Khi không nghe nữa, ông cũng chỉ việc làm ngược lại. Tiện lợi đắc dụng vô cùng, ông hỉ hả lắm. Với cách quản lý này, dù có phải đi đâu một ngày chứ cả tuần cũng cứ yên tâm. Nó thì đương nhiên là không thể làm gì được rồi. Còn mẹ nó, bà nó có muốn chiều con chiều cháu một tí cũng cứ đứng mà nhìn. Ông nghĩ thế. Ông đâu biết rằng nó không nghe, không hát được ở nhà thì nó nghe, nó hát ở nhà tôi. Nhà tôi cũng có radio cassette, tuy không hiện đại như của nhà ông nhưng cũng đủ đáp ứng những yêu cầu của nó. Vậy là những lúc rảnh rỗi, nó lại sang nhà tôi mở băng cassette, hát theo những bài hát nó yêu thích ở trên đài. Cô Miên vui lắm. Cô nói với bố mẹ tôi, cháu nó đang đi tiếp con đường mà em đang đi giờ. Hai bác thương em, thương cháu với nhé. Bố tôi cười, cô cứ làm như anh chị khó tính lắm. Ông nghiêm mặt nhìn tôi và nó. Hát hò thoải mái, nhưng cấm bê trễ chuyện học hành, nhớ chưa? Hai đứa phải bảo ban nhau học cho tốt. Ngành nghề gì cũng phải có bằng tốt nghiệp lớp 12 người ta mới tuyển, hiểu chưa? Thời buổi này trình độ cấp 2 chỉ có về đi đuổi bò. À mà chẳng có bò để đuổi đâu, đến phân cũng không có mà xét nữa, nhớ chưa? Thực lòng hồi ấy, tôi chưa ý thức được gì về chuyện học hành nghề nghiệp. Nhưng chúng tôi học cũng được, không giỏi nhất nhì, nhưng luôn ở trong top dẫn đầu của lớp và khối trường. Không biết
có phải ông trời sắp đặt hay không mà một hôm anh Quỳ dẫn bạn gái sang chơi. Anh Quỳ là bạn thân của anh trai tôi, nhà ở bên kia sông Hói Nại. Tiếng là khác xã khác làng, nhưng chỉ cần bước qua cây cầu bê tông là đến. Về khoảng cách còn gần hơn từ nhà cô đến nhà tôi. Anh đang dạy học trên thành phố. Lúc ấy, chúng tôi đang nằm dài trên giường, nghêu ngao hát theo băng cassette, thì anh chị bước vào. Chúng tôi lồm cồm ngồi dậy. Chị Thanh, bạn gái anh Quỳ, sững sờ nhìn thằng Hạnh đến cả phút đồng hồ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nó hát hay nên chị chú ý ngay đến nó. Chú tôi đâu biết rằng linh tính chị đã mách bảo rằng thằng Hạnh là đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Sau này chị bảo nó giống bố như đúc, vậy ai mà chẳng nhận ra. Ấy là chị nói vậy thôi, chứ để nhận ra chính nó là em, không có anh Quỳ lần tìm đầu mối thì giống thế chứ giống nữa, chị có nhận cũng chỉ là nhận vơ. Biết được gốc gác của mình, thằng Hạnh đã làm một việc động trời, trốn nhà theo anh Quỳ đi tìm bố. Nó đi có 2 ngày mà nhà ông Phấn như gặp đại họa. Cô Miên còn thiếu phát điên lên, bỏ ăn bỏ làm, câm lặng đờ đẫn. Bà Phấn thì mếu máo, công anh bắt tép nuôi cỏ. Chỉ có ông Phấn là điềm tĩnh. Ông bảo, trước sau gì thì cũng xảy ra, con cù con cáo nó đáo về rừng, lẽ đời phải thế. Đúng là lẽ đời phải thế thật, nhưng xem ra cũng ngậm đắng nuốt cay thế nào ấy. Thằng Hạnh kể, lúc anh Quỳ dẫn nó vào nhà, bố nó đang hí húi chăm sóc chậu cảnh trước sân. Nhìn thấy nó, bố nó thoáng chút bối rối, đánh rơi cả cái bình tưới nước, chạy vội đến sang tay định ôm lấy nó. Nhưng không hiểu sao, ông lại thôi, hai cánh tay thõng xuống, mắt ông rớm lệ, muốn khóc. Lần đầu tiên bố con gặp nhau, nó chỉ thấy thương ông, chứ không thấy giận. Đêm hôm ấy, nó được gối đầu lên cánh tay ông để ngủ, nhưng cả hai bố con không ai ngủ được. Có bao nhiêu chuyện chất chứa trong lòng bố nó đều nói hết, chẳng giấu nó điều gì. Thì ra bố nó khác xa với những điều ông bà nó kể. Mẹ nó thì tuyệt nhiên không nói gì. Khi còn nhỏ, nó có hỏi thì mẹ nó chỉ bảo bố đi công tác xa lắm, còn lâu bố mới về. Lớn lên một chút, mẹ nó lại nói, bố con chết rồi, chết khi bố mẹ chưa kịp làm đám cưới, nên con mới phải chịu tiếng con hoang. Qua những lời thằng Hạnh kể, cộng với những chuyện tôi nhặt được ở làng, chắp nối lại tôi mới hay rằng, sau vụ đánh ghen không thành ấy, chú Khả có về gặp cô Miên vài lần, nhưng bị cô Miên cự tuyệt đuổi đi, không cho vào nhà. Ngay cả khi có thằng Hạnh rồi, chú ấy đánh tiếng xin được gặp con, xin được có trách nhiệm với nó, cô Miên cũng cương quyết không đồng ý. Cô còn bảo rằng, anh nhầm đấy, thằng Hạnh không phải con anh đâu. Anh làm khổ tôi, khổ gia đình nhà tôi thế là đủ lắm rồi. Xin anh đừng gây thêm tai họa nữa để cho mẹ con tôi được yên. Ông Phấn biết chuyện thì tuyên bố xanh dờn. Bảo nó có giỏi thì cứ về đây, cứ bước chân vào cái nhà này xem nào. Tôi mà không để lại vết sẹo trên mặt nó, tôi không làm giống người. Nó dám lừa cả người đáng tuổi bố nó. Không được ôm con vào lòng, bồng bế nó trên tay, chú Khả khổ tâm lắm, nhưng biết làm sao khác được. Phải đến khi thằng Hạnh đi học, chú mới nhờ chỗ thân quen bố trí để chú được nhìn thấy nó từ xa mỗi khi nó tan học. Nhìn con hồn nhiên bước qua mặt bố, lòng chú đau thắt lại. Nếu không vì lời hứa với người giúp mình, chú đã chạy ra bế thốc nó lên, hít hà lên mái tóc khét nắng của nó, được nói với nó rằng, bố đây, bố của con đây. Nhưng dù khao khát đến đâu, chú cũng chỉ dừng lại ở đấy, chứ không dám vượt qua. Phải kiên trì chờ cơ hội, chú luôn tự dặn mình như vậy. Cho đến khi chị Thanh dẫn anh Quỳ về ra mắt với bố, cơ hội cho bố con chú gặp nhau mới đến.
Cũng phải đến lúc ấy, chú mới nói cho con gái biết chú có một đứa con riêng. Nghe bố thú nhận có con riêng, chị Thanh không bị bất ngờ, bởi trong trí nhớ non nớt của chị vẫn còn thấp thoáng bóng dáng một cô gái mà mẹ gọi là loại tranh vợ cướp chồng. Hồi mẹ còn sống, cũng đã nhiều lần chị phải nghe bố mẹ cãi nhau vì người ấy. Có lần không kìm được sự bức bối, mẹ chị vừa khóc vừa nói: "Anh không phải lý do lý chấu gì hết, bây giờ người ta sinh cho anh được một đứa con trai rồi, anh còn thiết tưởng gì đến mẹ con tôi nữa. Anh cứ làm đơn ly dị đi, tôi ký liền. Tôi không phải là người đàn bà hẹp hòi, nhưng chim chuột trước mặt tôi đã làm nhục tôi không chịu được." Nói rồi mẹ chị đùng đùng dẫn chị về bên ngoài. Bố chị phải sang năn nỉ, ông bà ngoại cũng nói thêm vào, mẹ chị mới trở về. Thảo nào mẹ chị mất đã 6-7 năm rồi mà bố chị vẫn chịu cảnh gà trống nuôi con cho đến tận bây giờ. Thằng Hạnh còn bảo, không biết bằng cách nào mà mỗi bước khôn lớn của nó, chú Khà đều biết hết. Biết cả việc ông Phấn bỏ đài vào trong tủ khóa lại không cho nghe, nó phải sang nhà tôi hát nhờ. Rồi nó kết luận, bố tao là người tốt chứ không phải người như ông bà tao nói đâu. Chỉ tại mẹ tao hận bố tao quá nên tao có bố mà cũng như không. Việc này có lẽ phải nhờ anh Quỳ, chị Thanh may ra. Cũng năm ấy, chị Thanh tốt nghiệp ra trường và làm đám cưới. Anh Quỳ xin cho chị về dạy học ở xã anh, nên chị em nó càng có điều kiện gần nhau. Thỉnh thoảng vào những ngày chủ nhật, vợ chồng anh Quỳ lại đèo nhau sang chơi với nó, thăm cô Miên. Có lẽ vì cây dây leo nên cô Miên tuy miễn cưỡng, ngượng ngập, nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản, không vồn vã, cũng không lạnh nhạt. Chỉ có ông bà Phấn là phản đối ra mặt, đá thúng đụng nia, mát mẻ, bóng gió. Nhưng chỉ là thời gian đầu. Sau đó, ngay cả cô Miên và ông bà Phấn đều nhận thấy thái độ của mình như vậy là không phải. Suy cho cùng, anh chị ấy có lỗi gì nào? Chúng nó sang với thằng Hạnh là hợp với đạo lý làm người. Cấm đoán hay trách cứ chúng nó sao được? Dần dà thì việc đi lại thăm hỏi lẫn nhau giữa vợ chồng chị Thanh và mẹ con thằng Hạnh cũng trở nên bình thường như muôn ngàn các mối quan hệ khác. Học càng lên cao, bài vở càng nhiều, lại học thêm học nếm, nên chúng tôi ít có thời gian để hò hát với nhau như hồi học trung học cơ sở nữa. Mặc dù hai đứa vẫn cùng lớp cùng trường, nhưng khi bước vào lớp 11 thì chúng tôi phải xa nhau. Thằng Hạnh chuyển lên học trên thành phố theo yêu cầu của bố nó. Cũng từ đấy, vợ chồng chị Thanh trở thành bưu chính không lệ phí cho mẹ con cô. Thằng Hạnh cần gì cứ nhắn qua anh Quỳ, chiều thứ bảy anh về, sáng thứ hai anh lên là sẽ có hồi âm. Còn cô Miên lúc thì chục trứng gà, khi thì mấy cân gạo nếp hoặc mấy bò đậu đen. Muốn gửi lên cho nó lại mang sang nhờ chị Thanh anh Quỳ sẽ có trách nhiệm. Cùng với thời gian, tình cảm giữa cô và chị Thanh cũng lớn dần lên. Ranh giới gì ghẻ con chồng không biết đã bị nhòa đi từ lúc nào. Và cũng không biết từ lúc nào, cô coi anh chị ấy như con, chăm chút, lo toan, thu vén. Không sang thì thôi, đã sang thì không mấy khi cô về ngay được. Lúc thì quét tước dọn dẹp, hôm thì sáo xới luống rau. Cũng có hôm thấy quần áo chị Thanh ngâm chưa kịp giặt, cô sắn tay giặt rũ phơi phóng. Nhất là thời gian chị sinh con Thúy, cô cứ đi đi về về, chăm bẵm bế bồng cơm nước giặt rũ. Mấy chị lấy chồng ở gần đấy phát ghen lên với chị Thanh. Các chị nói đùa, nhưng giọng thì nghiêm túc. Giá mà bố mình cũng kiếm cho mình người dì hờ như vậy, thì mình đâu phải khổ thế này. Dắt xe ra cổng, tôi đang định quay ngược lại để đón cô, thì cô đã đến, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cô phân trần, ngồi chờ thì sốt ruột, mà anh lại phải đi ngược một đoạn đường. Cô cứ túc tắc,
được đoạn nào hay đoạn ấy. Cháu đã bảo cô cứ ở nhà cháu đến đón, đi xe máy đáng gì. Trước khi ngồi lên xe, cô đưa tôi một bọc ni lông, bên trong 4-5 cái túi nhỏ. Cô bảo, toàn những thứ cho mẹ nó ăn giết dạ, cả trứng vịt nữa đấy, cẩn thận cho cô. Vừa đón cái bọc cô đưa, tôi vừa nói vui. Nay mai lớn lên, cả hai đứa con chị Thanh phải tôn cô là bà ngoại mới đáng. Anh lại nói mát cô rồi, cô có đẻ ra mẹ chúng đâu mà gọi là bà ngoại. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng chị Thanh là chị của thằng Hạnh. Cô đỡ đần cho chúng nó được việc gì thì hay việc đấy, đi đâu mà thiệt. Tôi thấy sống mũi cay cay, nhưng không tìm được lời nào thích hợp. Tôi cúi xuống nổ máy rồi phóng xe đi. Gió biển đang lên làm dịu đi cái nắng giữa trưa hè. Thank you.